Và ngay bây giờ mời tất cả quý vị sẽ cùng nhìn ngắm lại top 12 của Miss International Queen Việt Nam 2023. Ngay lúc này tôi tin là bốn vị huấn luyện viên chính là những người giàu cảm xúc nhất. Xin cho phép Trung Hậu được cùng trò chuyện với bốn vị mentor của tất cả chúng ta. Chúc mừng top 12 của tụi mình. Mọi người đã làm rất là tốt và cho tin chắc rằng là năm nay Miss International Queen Việt Nam có quyền tin rằng là mình sẽ in top trong cái cuộc thi quốc tế. Tại vì mình sẽ có một cái đại diện từ trong đây, bạn nào bước ra cũng sẽ rất là xuất sắc. Cái tiết mục vừa rồi rất là mãn nhãn. Và Châu thật sự là cảm thấy là bốn tụi mình đã rất là không uổng công bốn chị em kiểu lo lắng và tâm huyết á. Tụi mình thật sự ra cũng ngồi đây cũng là lần đầu tiên làm mentor hết. Và mình lấy hết tâm gan của mình, những cái kinh nghiệm của mình. Mình thi mình có cái gì cần phải né, cái gì cần phải ưu tiên, cái gì phải diễn xuất ra sao. Tất cả bốn huấn luyện viên ở đây đều gọi là moi ruột gan ra mà để mà hướng dẫn cho các bạn. Và bây giờ thấy được các bạn ở trên sân khấu, thật sự hồi nãy Châu kiểu rơm rớm nước mắt. Tại vì cảm thấy là rất là tự hào với các bạn. Sau khi mà xem phần trình diễn của tất cả các bạn thí sinh thì thực sự Hoa cảm thấy là nổi da gà. Các bạn diễn rất là đã luôn. So với ngày hôm nay và rehearsal thì các bạn khác nhau hoàn toàn. Với team của Quỳnh Hoa thì Hoa chọn cho các bạn 3 vùng. Đan Tiên là miền Bắc về Hồ Đồng, Cây Xì thì là về miền Trung, Gái Huế, Trang Nhung sẽ là về miền Nam, Thái Hoàng, Thái Hậu. Khi mà các bạn trình diễn thì Hoa cảm thấy là rất là vui và hạnh phúc, bởi vì các bạn đã tỏa được thần thái và những cái mà điều cần thiết trong bộ trang phục này. Khi mà mình chọn những cái bộ trang phục National Costume cho team của Thủy Tiên thì mình cũng đang tận dụng lại những cái resource từ Miss Universe Việt Nam mùa vừa rồi. Với Tiên thì ba bộ này mang ý nghĩa Việt Nam nhất và nó thể hiện được cái tính cách và cái tinh thần mạnh mẽ của ba thí sinh, cũng giống như là tinh thần của team Tiên, đó là quyết chiến và một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, bản lĩnh. Tứ ca áo trắng đến từ team Mai Ngô thì sao ạ? Wow, nhà Mai rất là run. Tại vì như mọi người cũng thấy thì team Mai hiện tại đây còn 4 người. Và team Mai thì có rất là nhiều kích cỡ size trong thành viên team của mình. Và mình thì luôn đề cao các bạn và tôn trọng các bạn. Nên Mai cũng rất là tôn trọng Huy Hoàng. Tại vì bạn là oversize nên rất là khó để tận dụng được những cái nguồn đồ có sẵn. Nên chúng mình đã phải chọn ra một concept và chúng mình làm 4 bộ chung một cái ý tưởng, cũng giống như là mang được cái tinh thần của team. Và tụi mình đã chọn màu trắng là màu của bánh trôi nước để mà tôn vinh những cái vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của người phụ nữ Việt Nam và mang được cái vẻ hào hùng của dân tộc mình. Tụi mình cũng đã cố gắng rất là nhiều với những cái budget mà thí sinh tụi mình có, thì hy vọng là mọi người đã enjoy và thích cái bộ trang phục của team Mai Ngô. Xin được cảm ơn cả bốn vị huấn luyện viên rất nhiều. Và ngay lúc này thì chắc chắn là chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến đến từ các thành viên ban giám khảo ạ. Không biết thì Dương Sĩ Tiến có cảm xúc như thế nào khi xem phần trình diễn của các thí sinh? Xin chào tất cả các bạn. Chúc mừng tất cả các bạn đã có một cái phần thi rất là xuất sắc. Anh thấy đây là một cái phần thi rất là hay. Bởi vì bên cạnh cái kỹ năng trình diễn của một người mẫu hay một hoa hậu, các bạn sẽ còn cần phải tìm hiểu cái nhân vật mà khoác lên mình cái bộ trang phục này là ai. Các bạn sẽ phải tinh ý để nhận ra được một số những cái động tác, những cái cử chỉ đặc trưng của cái nhân vật đó hay của cái nét văn hóa đó để các bạn mang lên sân khấu. Đối với một số trường hợp là cái nhân vật này chỉ là một cái nhân vật trong trí tưởng tượng của các bạn thôi, thì cái biểu cảm, cách trình diễn của các bạn sẽ giúp cho chúng tôi và khán giả hiểu được cái nhân vật mà các bạn muốn đưa đến và cái thông điệp các bạn muốn truyền tải nó là cái gì.
cảm ơn các bạn. Cái lời nhận xét cho tất cả các bạn top 12 đêm trang phục dân tộc hôm nay, các bạn đẹp như một bức tranh vậy. Quá đẹp, quá tuyệt vời, quá xuất sắc, không thể diễn tả bằng lời nữa. Ai bước ra là nổi da gà đến đó. Miss International Queen năm nay là một trong những năm như nghĩ là thành công nhất trong tất cả các năm. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Các bạn đang trình diễn với những cái phong độ mà có lẽ rằng là quá đẳng cấp. Bọn em nên tự hào bởi vì các huấn luyện viên đã quá sức tập trung từ những cái bạn mà không biết cách khoác mà bây giờ phải khoác lên mình một cái bộ trang phục mà nó nặng nề như vậy. Và bọn em từng cái bước đi, từng cái ánh mắt, từng cái cử chỉ rất là tuyệt vời. Và bốn cái chiến thuật của bốn huấn luyện viên phải nói rằng là cân tài cân sức. Tiếp theo sau đây, Nhật Hà xin phép được mời chị Giang Đôn có thể có đôi lời nhận xét về team của huấn luyện viên Quỳnh Châu ạ. Cảm thấy rất là sướng, rất là đã luôn. Các bạn quá là đẹp, quá là chỉnh chu và thực sự là đầu tư quá nhiều trong từng bộ trang phục cũng như là thần thái cách biểu diễn. Khi mà ngồi đây thì Giang cũng rất là xúc động, thực sự khâm phục các bạn quá là tài năng. Đối với team Quỳnh Châu thì là một team mà Giang thích nhất. Các bạn rất là nổi bật, đi vào đúng trọng tâm của bài toán ngày hôm nay mà các bạn trình diễn. Giang đánh giá cao nhất, đặt bức sự yêu thích nhất với team Quỳnh Châu. Cảm ơn các bạn. Quỳnh Châu rất là thông minh, tại vì Châu chỉ còn có 2 thí sinh thôi. Cái sân khấu của Châu nó sẽ rất là mỏng. Đấy là lý do vì sao mà Châu chọn cho hai bạn những cái bộ đồ nó có một cái độ rộng để mà nó cảm thấy rằng là cái sân khấu nó sẽ đầy hơn. Vì như vậy thì nó sẽ đưa tới một cái thử thách. Lúc đầu các bạn bước ra nó sẽ có hơi một cái sự lúng túng một chút xíu, nhưng mà sau đấy thì các bạn đã bình tĩnh lại. Và Tây Hà, em kiểm soát cái cảm xúc lo lắng nó rất là tốt. Chị cũng đã từng đeo một cái bộ cánh nó nặng 30 kg như vậy. Chị biết bây giờ chắc chắn là hai vai của em là đang đỏ bừng luôn. Nhưng mà em vẫn nở một cái nụ cười của một cô gái Tây Bắc rất là ngây thơ. Trần Quân thì em búi tóc lên như vậy, mặt em rất là sang và sáng. Quỳnh Châu đã chọn cho hai bạn hai cái trang phục hơi có cái big size một chút, khiến cho các bạn có những cái challenge khi phải mang trên mình bộ đồ như vậy để thể hiện trên sân khấu. Tuy nhiên các em đã chinh phục được những khó khăn đó, cái thách thức đó, đã có một cái phần trình diễn rất là tốt. Xin chúc mừng team Quỳnh Châu. Vâng, xin được cảm ơn những nhận xét từ anh Thái Hoàng Sơn ạ. So, P. Luket Sawadika, how do you feel about the contestant of mentor Thủy Tiên? Before I comment on Team Yellow, I'd like to say that I remember many months ago when I first met you beautiful ladies. Some of you could not do runway walking, you weren't confident, you were a bit shy. But today it's like I'm looking at 12 different beautiful ladies and so impressed with the four mentors. You did amazing in training your beautiful ladies. Congratulations. Really great job. So Team Yellow, when you first came out, it was very stunning. The performance that the three of you did and your costumes really, really made a statement. The theme went together. The second beautiful lady in the gold, Annie, your performance gave me goosebumps. I sat and I said, wow, so fierce and so strong, just like your costume. Very beautiful. Thank you very much. Đội của huấn luyện viên Thủy Tiên, các bạn đang xen với nhau từng tính cách một, từng sang bước ra cho thấy là cái sự uyển chuyển của bạn rất là nhiều. An Nhi thì tự tin giống như một chiến binh, kiêu hãnh. Thiên Hân thì bạn luôn giữ được cái phong thái từ khi bước ra cho đến khi đi vào trong, rất là tự tin. Chúc mừng huấn luyện viên Thủy Tiên ngày hôm nay, đội các bạn quá tuyệt vời. Bởi vì ba em ấy là ba người có ba cái sắc vóc nó quá đồng đều, và đây là một cái lợi thế quá lớn của team huấn luyện viên Thủy Tiên. Chính vì như thế mà Tiên chọn cho ba em những cái bộ trang phục nó có một cái độ cồng kềnh vừa phải, nhưng mà nó có một cái độ dàn trải màu sắc ấy rất là bắt sáng. Và đặc biệt cả ba em trình diễn cùng đẳng cấp với nhau. Tiếp theo xin được mời chị Thu Trang ạ. Không biết đâu là đội yêu thích nhất của chị trong phần thi vừa rồi ạ? Khi mà xem 12 thí sinh trình diễn ở trên sân khấu ấy, thực sự là xúc động. Cái phần thi này nó mang lại quá nhiều những cái giá trị tốt đẹp, không chỉ cho các thí sinh ở đây cảm nhận về dân tộc mà những cái người xem cũng có những cái cảm hứng. Cái điều đấy rất là tuyệt vời. Tôi lại có ấn tượng nhiều nhất đối với các thành viên, các thí sinh trong team của Quỳnh Hoa. Các bạn thể hiện cái màu sắc của cái bộ trang phục rất là tốt. Nó toát lên được đúng cái màu, cái chất bộ trang phục mà các bạn khoác lên người. Và cái điều đấy chính là cái thành công của các bạn. Chúc mừng các bạn. Quỳnh Hoa, mặc dù em là học trò của chị, nhưng mà thực sự chị nghĩ rằng là chị chưa bao giờ chị hiểu hết em 100%. Mỗi ngày Hoa đều đem tới cho Miss International Queen quá nhiều những cái bất ngờ. Và ngày hôm nay là một cái bất ngờ như vậy. Ba bọn em có ba cái ngoại hình nó không phải quá đồng đều, nhưng mà
mỗi miền ấy nó sẽ có một cái kiểu đẹp khác nhau. Miền Bắc đẹp một kiểu, một cái cô đồng với một cái nụ cười xinh hay là xinh đấy, rất là sáng tạo. Một cô gái Huế có một chút gì đấy e thẹn. Tất nhiên là em chưa quá e thẹn nhưng mà em cũng đã cố gắng rất là nhiều. Trang Nhung thì thực sự nhập vai quá là xuất sắc. Khi mà cái nhạc mà nó nổi lên ấy là em diễn tới đúng từng cái beat nhịp một. Tuy nhiên là đoạn sau khi mà sử dụng cái nhạc của cô đồng thì tất nhiên hai bạn kia sẽ hơi bị chạch vai một chút xíu. Thì lúc này là cây xì bị cười tươi luôn, có bị quấn theo cái nhạc của Đan Tiên. Nhưng mà bọn em rất là tốt và thông minh. Cuối cùng là Mai Ngô. Chắc là khó khăn chồng chất khó khăn. Có quá nhiều bài toán phải giải. Với các cái ngoại hình chênh lệch, cái việc chọn một cái sắc trắng ấy cho tổng thể một cái bộ sưu tập thì chị nghĩ rằng đấy là một cái sự rất là thông minh. Và đặc biệt là bọn em cũng đã cố gắng thể hiện rất là tốt toàn bộ kỹ năng của bọn em. Và bọn em tiến bộ rất là nhiều. Bản thân chị thì thích Thảo, rất là tỏa sáng. Và chúng tôi vẫn muốn lắng nghe thêm ý kiến đến từ ban giám khảo Hoàng Song Hà với team của Mai Ngô ạ. Ngày hôm nay chị ngồi ở đây và chị có nhớ lại những cái ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau. Ban nãy chị lại bật khóc bởi vì chị thấy rằng là thật sự là quá đã khi mà các em đã trưởng thành từng ngày một như vậy. Mình cảm thấy rằng mình quá hạnh phúc và chị không có một lời chê nào cho từng thí sinh ngày hôm nay. Hôm nay các em quá tuyệt vời, các mentor của các em cũng quá tuyệt vời. Và chương trình MIQ năm nay cũng quá thành công. Chị không có bất kỳ một cái lời chê nào cả. Chị chúc mừng các em. Vâng, cảm ơn những nhận xét đến từ giám khảo Hoàng Song Hà. Và bây giờ chúng ta vẫn còn một chàng trai ở đây vẫn chưa có lời nhận xét nào đến tất cả các thí sinh cả. Không biết là nãy giờ cô gái nào đã khiến cho Phạm Kiên cảm thấy xao xuyến nhất trong phần diễn National Costume không ạ? Tất cả các bạn thí sinh ở đây thì mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10, ai cũng đẹp, ai cũng tỏa sáng. Các bạn biết cách phải làm gì trên sân khấu. Các bạn diễn rất là lôi cuốn. Cảm ơn đến tất cả các bạn đã mang một màn trình diễn quá tuyệt vời. Xin được cảm ơn Phạm Kiên rất nhiều. Xin được cùng chào đón quay trở lại trên sân khấu của 4 vị Mentors Miss International Queen Việt Nam 2023. Xin mời các bạn hãy cùng tiến lên sân khấu đứng cùng với các thí sinh của team mình ạ.